Chiều ngày 17 tháng 6, nhà văn hóa xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng sôi nổi hơn hẳn mọi khi bởi sự có mặt của hàng trăm người dân không chỉ trong xã mà còn cả trong tỉnh. Ngay khi biết tin cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Thái Lan, qua đó giúp đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games danh giá, trở về thăm quê, người hâm mộ từ nhiều địa phương trong tỉnh đã tìm về xã Đông Hoàng để được trực tiếp gặp mặt thần tượng. Vui và hạnh phúc khi được lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của em là Nhâm Mạnh Dũng ở ngoài, và đây là em đã xin được chữ ký của anh ấy. Em đã theo dõi anh Nhâm Mạnh Dũng từ hành trình ở SEA Games và cả U23 châu Á đến tận vòng tứ kết ạ. Tại buổi gặp mặt, vinh danh, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen, tiền thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Ủy ban nhân dân xã Đông Hoàng cũng đã trao thưởng cho cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng. Tổ chức buổi vinh danh cho em và mọi người, các bà con, cô bác cũng đến ủng hộ và rất là đông. Em xin cảm ơn mọi người nhiều. Hồi em còn ở Thái Bình thì mặc dù điều kiện kinh tế cũng chưa được tốt, nhưng mà các bác trong ban lãnh đạo nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết sức để bọn em có thể tập luyện đầy đủ những điều kiện tập luyện để có thể phát triển hết cái khả năng của mình. Tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, trong chiều ngày 17 tháng 6, cũng đã diễn ra buổi gặp mặt giao lưu vinh danh cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen, tiền thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng, Ủy ban nhân dân xã Đông Kinh cũng đã trao thưởng cho cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh. Rất là lâu rồi em mới có thời gian được trở lại quê mà cảm giác nó vẫn rất là yên bình. Thật sự thì giải đấu nào mà diễn ra thì cũng rất là nhiều khó khăn, và đối với cá nhân em cảm thấy là trận đấu nào cũng là trận đấu khó khăn, nhưng mà bọn em đã cùng nhau mà vượt qua tất cả các trận đấu này dẫn đến chức vô địch. Em nó xuất phát từ quê hương mình, nó đi lên mà bây giờ nó thành đạt rồi thì mà được quê hương vinh danh, nghĩa là tổ chức một buổi lễ vinh danh như này thì gọi là làm cha làm mẹ thì chúng tôi cũng rất là tự hào cho em và rất tự hào về quê hương mình. Nói chung là đến giờ phút này thì tôi cũng nghĩ rằng em nó sẽ theo cái sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp mà cũng có tương đối là thành công, thì chắc chắn là cũng gia đình chỉ mong mỏi là con nó gọi là làm sao thi đấu thuận lợi, góp phần vào cái nền bóng là thể thao nước nhà. Hiện nay do chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, cầu thủ Nguyễn Thanh Bình chưa thể trực tiếp nhận thưởng. Gia đình cầu thủ đã nhận bằng khen và tiền thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rất vinh dự và tự hào. Thế mong cháu thì có cái nỗ lực và luôn luôn tiếp tục phấn đấu để mang vinh quang về cho đất nước. Công tác đào tạo và tuyển chọn đào tạo là nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Thái Bình. Trong quá trình đào tạo thì đã sản sinh ra rất nhiều đứa cầu thủ tài năng của quê hương Thái Bình, đóng góp cho các câu lạc bộ nói chung trên toàn quốc và đặc biệt là các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Nhưng đến thời điểm này thì tôi cho rằng công tác đào tạo trẻ bóng đá của Thái Bình gặt hái được rất nhiều thành công. Thành công của các cầu thủ lứa U23 Việt Nam như Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình đã góp phần khẳng định niềm đam mê, tài năng bóng đá của các cầu thủ quê Thái Bình nói riêng, tình yêu bóng đá của người dân Thái Bình nói chung.